Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần phát trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10-14.2 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ phát lại trên YouTube và trên Facebook thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 22 tây tháng 1 năm 2022. Một lần nữa thì Như Hiền và Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái và Như Hiền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Quý vị thấy hôm nay Nhi với là Lê Thái giống như cái bông hoa phải không quý vị? Tại vì sắp Tết chưa tới một tuần nữa là Tết của mình phải không? Dạ vâng. Lê Thái thì Nhi, ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp thưa quý vị, lên tới 72 độ. Quý vị nào có đi ra ngoài Phước Lộc Thọ để đi chợ Tết hoặc là đi mua hoa đào, đi mua hoa, giờ này là cái giờ để sắm Tết cho người Việt Nam của mình và ông quý vị. Hôm nay rất là vui và thời tiết rất là ấm áp ngày như ở trong ngày hôm nay. Và quý vị cũng nhớ cẩn thận khi mà đi ra shopping và đi ra ngoài Phước Lộc Thọ chơi thì cũng nhớ đeo mask, tại vì Covid vẫn là tăng rất là nhiều và những cái biến thể nó cứ tiếp tục xảy ra thưa quý vị, không để đâu, mặc dù là những quý vị đã chích tới 3 mũi rồi nhưng mà vẫn xảy ra những cái tình trạng là bị dính Covid và có nhiều người cũng phải vô nhà thương rất là nhiều. Nói đến chợ đêm Phước Lộc Thọ thưa quý vị thì đài Lido Sài Gòn TV của chúng tôi là nằm đối diện thương xá Phước Lộc Thọ. Thật ra là cái âm thanh mà từ ở ngoài cái sân khấu ở ngoài đó mà nó có những cái chương trình ca nhạc này nọ, rồi biểu diễn ca nhạc, rồi chợ đêm, nhiều người người ta tấp nập đi qua lại ở đó và mua sắm cho những ngày Tết vào những dịp ngày gần cuối năm Tết Nguyên Đán thì làm cho không khí luôn lúc nào cũng rộn ràng và rất là vui. Bên cạnh đó thì giống như chị Như Huyền đã đưa đến quý vị thông tin là có nghĩa chúng ta vẫn phải giữ gìn khoảng cách xã hội và chúng ta cũng nên đeo mask để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong cái đại dịch này, bởi vì biến thể Omicron vẫn đang tiếp tục hoành hành. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần thì Như Huyền và Lê Thái vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những thông tin cực kỳ bổ ích, quen thuộc và gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và cũng cảm ơn đến quý vị nào luôn luôn lúc nào cũng theo dõi và đồng hành với Như Huyền và Lê Thái trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần, luôn nào cũng theo dõi chúng tôi và xem những cái thông tin mới nhất của Như Huyền và Lê Thái gửi đến quý vị trong chương trình hai ngày thôi, ngày thứ Bảy và ngày cuối tuần. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì đầu tiên Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về loài mực ống thưa quý vị. Như chúng ta cũng đã biết thì mực ống là một trong những cái con giống như là một cái loài hải sản mà nó rất là ngon mà cũng là nó thân thuộc với đời sống của chúng ta trong cái món ăn hàng ngày, trong cái bữa tiệc gia đình hoặc là bữa tiệc ở trên bàn nhậu này nọ, trên bàn tiệc luôn. Nhưng mà quý vị có bao giờ quý vị để ý rằng là cái con mực đó nó có bao nhiêu size hay không? Là con cỡ lớn cỡ nhỏ và có những con mực nó lớn đến cỡ nào và thậm chí là con mực nó sống, cái đời sống của nó ra sao và cái độ sâu mà cái con mực nó ở là sâu nhất ở là bao nhiêu mét ở dưới đại dương. Thì ngày hôm nay có một cái phát hiện rất là mới mà từ tất cả các nhà người ta khảo sát về về hải dương thưa quý vị, về đại dương thì người ta đưa ra một cái thông tin vô cùng bất ngờ vì phát hiện một cái con mực ống nó sống sâu hơn 20.000 feet ở dưới nước biển, mà đây là một cái con mực nó đã chiếm kỷ lục thế giới lớn, là coi như là rất là lớn và ở sống ở độ sâu nhất ở trên thế giới mà từ trước đến giờ tất cả các nhà khoa học chưa ai phát hiện ra được đến một cái độ sâu như thế này. Và kính thưa quý vị, con mực này là con mực vây lớn, nó khó nắm bắt được, phát hiện ở độ sâu 20.000 feet dưới nước sâu và sâu hơn hàng nghìn feet so với cái con mực đã giữ kỷ lục trước đó. Một nhóm các nhà nghiên cứu đang săn tìm xác của một cái con tàu trục, khu trục bị mất tích trong Thế chiến thứ hai ở vùng biển của Philippines đã trở về đất liền với một cái khám phá khác thường và có vẻ là nó thú vị hơn so với cái khám phá về cái con tàu khu trục đó. Đó là một cái video bằng chứng về một cái loài mực nó bơi sâu nhất từng được ghi lại trong lịch sử và ngày hôm nay thì cái con mực này nó được các nhà khoa học người ta xác minh là sống ở độ sâu 20.000 feet ở dưới mặt nước biển và bơi ngay trên sàn rãnh Philippines ở độ cao là đáng kinh ngạc hơn 20.300 feet thưa quý vị, tương đương là 6.200 mét dưới bề mặt của nước biển. Và cái con mực này là cái con mực vây lớn mà còn nhỏ thưa quý vị, là con non, họ Manapinidae, và ngay lập tức nó trở thành một cái kỷ lục gia và thổi bay luôn nhà vô địch trước đó. Một cái con mực vây lớn khác bơi ở độ sâu là 15.400 feet nhưng nó lại bơi ở độ sâu là hơn 20.000 feet bên dưới Thái Bình Dương và ở trên mặt nước, tính từ dưới trên mặt nước xuống dưới đáy đại dương.
Và một số người người ta đặt câu hỏi ra rằng là chẳng hạn như là làm thế nào mà để một cái con mực vây lớn nó có thể nó sống ở một cái độ sâu từ 3.200 cho đến 19.600 feet, là tương đương từ 1.000 cho đến 6.000 mét, nơi mà áp suất khí quyển có thể lớn hơn 600 lần so với bề mặt của đại dương. Và nhóm nghiên cứu này người ta đã phát hiện ra con mực vây lớn ngay trên đáy của đại dương luôn, thưa quý vị. Mặc dù là cái không gian mà tất cả các nhà khoa học có lúc mà người ta bơi dưới đó, những cái đồ người ta bơi dưới đó là nó lơ lửng ở trên cao, không thể nào mà nắm bắt được cái hình dáng thực sự của con mực này. Nhưng mà như quý vị thấy ở trên màn hình thì người ta có hình chụp lại hình ảnh của cái con mực vây lớn này một cách rất là chính xác, và các nhà nghiên cứu người ta vẫn có thể phân biệt được qua các đặc điểm của những cái câu chuyện, và chẳng hạn như là những cái con mực mà vây lưng lớn này, thưa quý vị, nó là những con mực như thế nào và loài nào, và có tư thế bơi khác biệt của nó như thế nào, nó khác biệt với những cái loài nào, thì người ta xác định ra là danh tính của các con mực này là có con mực vây lớn. Và bởi vì các xúc tu của con mực này nó tương đối ngắn, và các nhà nghiên cứu người ta đưa ra giả thuyết rằng là loài cephalopod này là nó sống rất là sâu ở dưới, tận ở dưới đáy đại dương luôn, và cái con mực này là một cái con mực non. Và trong quá khứ thì những cái nhà thám hiểm này, thưa quý vị, chị Như Huyền biết không, là người ta cũng đã từng phát hiện ra có những cái con cá đó, thưa quý vị, rất là lớn và bơi ở độ sâu cả gần cắm cũng mười mấy ngàn feet như vậy. Và tất cả các nhà khoa học, những người nghiên cứu về đại dương, người ta đến thời điểm này người ta vẫn không thể nào người ta tìm ra được lý do tại sao những cái loài động vật đó, những cái loài sinh vật đó nó có thể sống với cái mực lực sức ép của cái mặt nước biển, của cái độ sâu của nước biển như vậy. Rất là khó đúng không chị? Quá là hay, rất là lạ. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp là một nhiếp ảnh người Nga đã chụp được những cái tấm ảnh rất là hấp dẫn, thưa quý vị, của những con gấu ở phía bên Bắc Cực. Thì đây là cái một hòn đảo bị bỏ hoang ở trên trạm khí tượng ở giữa Nga và Alaska. Và nhiếp ảnh gia này tên là Dmitry Kodika, các hòn đảo ở bờ biển Chukchi, một vùng bờ biển, cái vùng đảo này nằm ở Bắc Băng Dương, nằm giữa Nga và Alaska. Thì họ phải đi thuyền rất là xa, thưa quý vị, tới 1.200 dặm, để và xung quanh những cái bờ biển này là những cái hòn đảo và những cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Và nó đã bỏ hoang rất là lâu rồi, nhưng trong đó có những cái con động vật và những cái con gấu đầy sức sống sống ở trong đó. Thì quý vị thấy ở trên hòn đảo, khi đi ngang ở cái đoàn thám hiểm này, khi đi ngang cái đảo One Grail, đó là một cái đảo rất là nổi tiếng nơi những con gấu Bắc Cực đang sống, thì mặc dù là họ đi vào mùa hè, nhưng những cái mặc dù mùa hè thưa quý vị, nhưng hòn đảo này rất là lạnh, cho nên những con gấu này không ở ra ngoài. Thì nhiếp ảnh gia này đã thấy những cái con gấu này ở trong những cái ngôi nhà bỏ hoang rất là đẹp. Thì nhiếp ảnh gia đã chụp được cái tấm ảnh, đó là hai con gấu, quý vị thấy rất là dễ thương, ngồi ở phía trong ló cái đầu ra, và bên cạnh đó là cái con gấu ở bên ngoài đang đứng chơi và nó đang lang thang ở trong đó. Thì cái hòn đảo gọi là Kluchigin gần bờ biển Bắc của Chukuta. Và họ đã thấy một cái số chuyển động ở trong cái ngôi nhà hoang này, thì té ra là những con gấu, tự vì trời quá lạnh, mặc dù là mùa hè ở vùng Bắc Cực, ở cái hòn đảo này, và những con gấu này nó đã vô trong nhà, những cái ngôi nhà hoang này để mà sinh sống. Và nhiếp ảnh gia nói rằng gấu Bắc Cực chưa bao giờ được quan sát trong các tòa nhà bỏ hoang ở trên đảo. Từ khi năm 1930, cái hòn đảo này đã bị bỏ hoang vào năm 1990. Và đây là một cái cuộc gặp gỡ mà ông ta kêu rằng đây là một tình huống chỉ gặp ở trong đời mà thôi, thưa quý vị, vì rất khó gặp những con gấu Bắc Cực như vậy. Thưa quý vị cũng thấy hai con gấu ngồi ở trong và những con gấu ngồi ở ngoài. Và đảo Kluchigin là nơi mà con gấu Bắc Cực sống rất là nhiều ở những cái hòn đảo này. Tuy nhiên cái hòn đảo này đã bị bỏ hoang từ năm 1990. Và cái đảo này chỉ cách bán đảo Chukuta của Nga 600 dặm về phía bên Bắc, và có chiều rộng tối đa là 1.5 km. Vào năm 1934, các nhà khoa học ở Nga đã xây dựng một trạm cực tuyến đường biển ở phía Bắc, và nó hoạt động cho tới năm 1992 và sau đó bị đóng cửa. Thì khi hòn đảo này đóng cửa thì tất cả những cái ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, thưa quý vị. Và bây giờ để làm nhà cho những cái con gấu này ở khi mà trời lạnh.
32 năm tính ra đến năm ngày hôm nay thì là 32 năm cái khu đảo này nó bị bỏ hoang rồi. Yeah. Em nghĩ là cái thời gian nó quá dài để mà cái một cái nơi quá trống trải như vậy, trong một cái hòn đảo như vậy mà những cái con vật này thì nó cần những cái nơi mà trú ẩn qua cái mùa đông, thì em nghĩ là cái những cái ngôi nhà hoang này, những cái hòn đảo này là cái địa điểm mà rất là lý tưởng để cho nó làm một cái nơi để mà nó sinh sống qua cái mùa đông, nhất là gấu Bắc Cực, đúng không chị Như Huyền? Và những cái hình ảnh này rất là quý giá, đã được giải rất là lớn trong cái vụ nhiếp ảnh vừa rồi. Rất là dễ thương thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng hai con gấu mà lò đầu ra cửa sổ giống như là hai người tình nhân trong một cái bài hát mà cái gì khung cửa sổ này nọ, đúng không? Dạ vâng, và cảm ơn chị Huyền đã đưa đến cái thông tin khá thú vị trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung. Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú. Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345, 1800 227 2345. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, sao Hỏa là một trong những cái hành tinh mà chúng ta biết rằng từ nhiều năm qua, trong những năm vừa qua thì nhiều người ta nói rằng là sao Hỏa, tuy nó có tên là Hỏa, mình tưởng nó là nó rất là nóng, đúng không? Nó nóng lắm, nhưng mà thật sự là nó là nơi mà đang được tất cả các nhà nghiên cứu về không gian cũng như là tất cả các nhà khoa học người ta nói đến sao Hỏa giống như là một cái địa điểm mà có thể là nó duy trì sự sống của con người nếu như con người chúng ta có thể sống ở trên đó. Nhưng mà thực hư mà cái chuyện mà loài người sống ở trên sao Hỏa như thế nào thì đến ngày hôm nay các nhà khoa học gia, các phi hành gia người ta vẫn đang cần cái sự xác minh thật là chính xác nhất để mà quyết định là con người có thực sự là sống được ở trên sao Hỏa hay không. Và thưa quý vị, cái tàu thăm dò Curiosity Rover đã tìm thấy cái chất hữu cơ, người ta gọi là một cái chất hữu cơ trêu ngươi ở trên cái hành tinh đỏ này, hay còn gọi là sao Hỏa. Và tất cả các nhà khoa học người ta nói rằng là có 3 cách để mà giải thích cho cái phát hiện mới này. Một giải thích nó liên quan đến các vi khuẩn trên sao Hỏa cổ đại. Và tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã tìm thấy một số hợp chất hữu cơ thú vị trên hành tinh đỏ, có thể là dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa cổ đại, nhưng sẽ phải mất nhiều công sức hơn nữa để mà kiểm tra cái giả thuyết đó nó có chính xác hay không. Một số mẫu đá dạng bột thưa quý vị mà cái tàu thăm dò Curiosity Rover này đã thu thập được trong nhiều năm qua có chứa chất hữu cơ giàu một loại carbon mà ở đây, ở trên trái đất, nó gắn liền với sự sống của con người. Và các nhà nghiên cứu cho biết trong một cái nghiên cứu mới đây, người ta nói rằng là sao Hỏa nó rất khác với cái thế giới của loài người thưa quý vị. Và nhiều quá trình trên sao Hỏa vẫn còn đang rất là bí ẩn. Vì vậy còn quá sớm để mà tất cả các nhà thám hiểm người ta xác minh được là biết điều gì đã tạo ra cái gì nó hấp dẫn tất cả các nhà khoa học đến như vậy. Nhất là các hóa chất hấp dẫn và thành viên của nhóm mà nghiên cứu người ta đã nhấn mạnh là họ đang tìm thấy những cái thứ trên sao Hỏa rất là thú vị và hấp dẫn họ vô cùng. Và họ đang cần cái thực sự là cần thêm những cái bằng chứng mới để nói rằng là họ xác nhận được là cái sự sống nó có thể nó có tồn tại ở trên sao Hỏa hay không. Và nhà thám hiểm Paul Mahaffey, người từng là điều tra viên chính của phân tích mẫu Curiosity tại phòng thí nghiệm hóa học trên sao Hỏa, viết tắt là SAM, cho biết rằng là ông nghỉ hưu từ trung tâm chuyến bay không gian Goddard của NASA ở Rimbell, Maryland vào tháng 12 năm 2021. Và ông cho biết trong một cái tuyên bố rằng là ông đang xem xét là điều gì khác có thể gây ra cái chữ ký carbon, là cái chất carbon thưa quý vị, mà họ đã tìm thấy ở trên sao Hỏa. Và nếu như mà nó không phải là sự sống thì họ cũng sẽ đưa ra những cái phân tích mới nhất cho tất cả nhân loại. Mà nếu như mà nó có thể nó tồn tại sự sống ở trên đó bằng cái chất carbon ở trên sao Hỏa
thì có thể là loài người chúng ta có thể là sau này chúng ta có thể chúng ta dời lên trên sao Hỏa để chúng ta sinh sống. Mà nói đến vấn đề mà sống ở trên sao Hỏa thì trong những cái thông tin cà phê sáng cuối tuần như Huyền và Lê Thái vẫn hay đùa với nhau là liệu là nếu như mà sao Hỏa có sự sống thì chắc em với chị hai người là dọn trên đó ở. Tại vì cái thứ nhất là đất nó còn rất là rẻ. Đúng rồi. Cái chi phí nó lên nó hơi cao thưa quý vị, nhưng mà đất nó còn rẻ và cái khoảng không, cái mặt bằng nó còn rất là trống, ít người ở, thành ra chúng ta có thể chúng ta khai thác được một cái phần nào đó đầu tư đất đai trên nó được. Lê Thái đã chuẩn bị rồi đó quý vị. Như Hiền và Lê Thái cũng sẽ đưa tới những cái tin tức đó rất là nhiều về hiện tại trên sao Hỏa, thì như Lê Thái cũng nói rằng là người ta cũng đang nghiên cứu để sao Hỏa có sự sống hay không, để mà họ có thể đưa con người lên trên đó. Thì hy vọng một tương lai gần đây thì mình có thể được lên sao Hỏa như Lê Thái đã plan hết rồi thưa quý vị. Thì hy chúc Lê Thái sẽ cái ước nguyện sẽ được hoàn thành rất là mau. Và bản tin kế tiếp đó là về rượu thưa quý vị. Như Huyền với Lê Thái hay đưa cho quý vị rượu là ảnh hưởng tới sức khỏe, tới gan, tới tất cả, gây ra những cái bệnh rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà uống quá nhiều rượu, nhưng mà bao nhiêu là quá nhiều, thì đối với các tình trạng như là xơ gan, thường là 21 đơn vị rượu mỗi tuần, khoảng 2 chai rượu vang một tuần hoặc 1 lít rưỡi bia mỗi ngày, thì đó là rất là nhiều. Thì cái đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn. Giám đốc y tế của Vương quốc Anh khuyến cáo rằng người lớn không uống quá 14 đơn vị rượu để giữ nguy cơ, để mà bảo đảm cái sức khỏe không bị ảnh hưởng tới hoặc là bị xơ gan. Tuy nhiên, như quý vị, nó không ảnh hưởng tới xơ gan, ảnh hưởng tới những cái sức khỏe khác, mà nó còn ảnh hưởng tới não nữa thưa quý vị. Não cũng có thể bị tổn thương. Uống rượu theo các hướng dẫn rất là nhiều theo hiện tại của Vương quốc Anh, và một trong những cái khảo sát cho biết nếu những người mà uống rượu nhiều thì họ sẽ mất trí nhớ. Nhưng một cái điều ngạc nhiên là họ phát hiện ra, như quý vị thấy, uống mà 21 đơn vị, có nghĩa là 2 chai rượu hoặc là 1 lít rượu bia mỗi ngày, thì ảnh hưởng tới xơ gan và ở sức khỏe khác. Nhưng mà đối với não thì chỉ cần uống tới dưới 14 đơn vị rượu mỗi tuần là ảnh hưởng tới não rồi. Ngay cả cấp độ này cũng ảnh hưởng tới cái giảm tổng số mô não ở trong cái cơ thể của mình, và ảnh hưởng tới như những bệnh là mất trí nhớ. Càng về già thì càng mất trí nhớ và ảnh hưởng rất là nhiều khi mà tới não. Và theo những cái nghiên cứu cho biết rằng là người não của người lớn co lại chậm theo tuổi tác. Khi chúng ta càng lớn, tuổi càng nhiều thì cái não nó nhỏ đi thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà uống rượu rất là nhiều thì làm ảnh hưởng tới não. Chỉ cần 14 đơn vị, tức là quý vị chỉ cần uống hơn một chai rượu trong một ngày thôi là ảnh hưởng tới rồi. Thì họ đã lấy tất cả 300 người trong độ tuổi từ 39 tới 45 để mà nghiên cứu. Thì họ thấy cái vấn đề này xảy ra sự thật là những người nào, những cái số người mà uống rượu tới 14 đơn vị thì cũng ảnh hưởng tới não về sau này. Và dấu hiệu rất là tổn thương não rất là sớm xảy ra. Và phát hiện này tương tự như một nghiên cứu cho đó, cho cái số người uống từ 14 đơn vị rượu mỗi tuần thì ảnh hưởng làm cho cái kích thước não ở trong đầu nhỏ hơn. Và mức độ uống rượu này cũng liên quan đến hiệu suất kém về các kỹ năng, liên quan đến việc nhớ lại, về ghi nhớ những cái gì ở trong đầu của mình. Và đặc biệt, những người độ tuổi từ 55 cho tới 74 đã cho thấy sự gia tăng về tác hại của rượu. Và bên cạnh đó chưa kể là hút thuốc, smoke, rồi những cái vấn đề khác nữa làm ảnh hưởng đến não. Nhưng mà uống rượu khoảng chừng dưới 14, ở khoảng chừng 14 đơn vị thôi cũng làm ảnh hưởng tới não. Cho nên theo những nhà nghiên cứu này, họ nói chúng ta nên uống rượu là 7 đơn vị mà thôi, đừng có tới 14 đơn vị. Quý vị mà uống tới 14 đơn vị rượu mỗi tuần thì cũng ảnh hưởng tới não. Cho nên rượu là mình uống khoảng chừng một cốc mỗi ngày. Nếu mà uống nhiều quá như là rượu đỏ, rượu vang á, nếu mà uống một cốc mỗi ngày 2 đơn vị tức là 2 cái ly, nhưng mà một đơn vị tức là một cái cốc nhỏ thôi quý vị, mình đâu có đổ cái chai rượu mà nó đầy cái chai đâu. Đó, uống cốc nhỏ thôi thì nó làm cái sức khỏe của mình tốt hơn, nhưng mà uống quá nhiều thì sẽ làm hại tới não.
Nói chung là rượu, những cái nào mà liên quan đến alcohol thì chúng ta nên hạn chế, mà chúng ta không nên uống nhiều. Tại vì nếu như mà alcohol đi vào cơ thể thì Lê Thái và Như Huyền cũng đã đưa đến quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần. Có nghĩa là cho dù là cái lượng nhiều hay lượng ít thì nó vẫn gây hại. Một số người, một số thông tin giống như là rượu đỏ chị Như Huyền đưa đến thì đúng là nó cũng rất là tốt, bởi vì nó có thể nó giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn và cảm thấy nhưng mà chúng ta uống ít thôi cho vui thôi. Mà không phải là một cái thông tin để chúng tôi đưa ra cho quý vị là chúng ta sa đà vào rượu quá nhiều đi. Em nghĩ là chị Như Huyền đưa ra cái thông tin là chúng ta đừng uống đến 14 unit. Thật sự là một những ý người nghiện rượu có thể là 104 unit luôn thưa quý vị, chứ không phải là 14 unit đâu. Nó quá vui ít. Thôi. Dạ vâng, 14 unit thì quá ít rồi, nhưng mà tại vì em đã từng chứng kiến nhiều người người ta uống rượu rất là nhiều, uống rượu như uống nước về quý vị. Và thưa quý vị, một cái thông tin tiếp theo là Thái xin gửi đến quý vị là cái thông tin về cái con tàu Hero siêu êm. Nó có thể chở đến 170 hành khách, và trên màn ảnh thì quý vị sẽ thấy bên phòng kỹ thuật cho quý vị xem cái hình ảnh của cái con tàu này. Kính thưa quý vị, con tàu này nó được chế tạo ở nước Pháp và theo tờ Massabo Design Boom. Cái tàu này tên là Nep Shuttle và nó chạy bằng hydro, không gây ồn và nó tạo mùi và sóng và có thể giúp làm bớt tắc nghẽn giao thông trong đô thị trong những cái năm sắp tới. Tàu Nep Shuttle này nó hoạt động giống như là một cái chiếc xe bus ở trên biển vậy quý vị. Công ty khởi nghiệp Neptech ở Pháp nó hướng tới tạo ra một cái phương tiện giao thông đường thủy thông minh, hiệu quả và không thải khí thải ra, sử dụng cái nhiên liệu hydro mang tên là Nep Shuttle. Và cái tàu này cung cấp lực đẩy mà không thải ra khí CO2 và tầm hoạt động của nó rất là lớn, chi phí bảo dưỡng lại thấp nè. Và hệ thống đẩy bằng hydro là cái giải pháp không thải khí duy nhất khả thi cho các tàu có tốc độ nhanh và hiệu suất rất là cao. Cùng với hiệu suất đó thì khối lượng hệ thống đẩy điện và hydro nó lớn gấp 3-4 lần so với hệ thống đẩy của diesel. Và điều này dẫn tới là mức tiêu thụ năng lượng và chi phí nhiên liệu cao. Để giải quyết vấn đề này thì cái tàu Shuttle này thưa quý vị, nó đã phát triển một cái giải pháp công nghệ và cái tích hợp các hệ thống quản lý năng lượng tối ưu cho hệ thống đẩy không khí và không thải khí. Nó chế tạo cái mô hình nhỏ gấp 7 lần so với những cái thiết kế để mà kiểm tra khả năng vận hành của phương tiện này, bao gồm là hiệu suất, hệ thống điều khiển, thủy động lực học, sức đẩy và vật liệu composite sinh học. Nếu như mà trong tương lai nước Pháp mà thử nghiệm cái tàu này thành công có thể chở 170 hành khách thì em nghĩ rằng nếu như mà bán ra ngoài thị trường tất cả các nước trên thế giới thì có thể là cái con tàu này sẽ là một trong những cái lựa chọn giống như chiếc xe bus đường thủy. Nó rất là công dụng, rất là đa năng mà lại thân thiện, bảo vệ môi trường, không thải ra cái xít carbon thưa quý vị. Thì trong tương lai thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái phương tiện rất là tân tiến, rất là hiện đại mà lại có lợi cho môi trường sống của chúng ta, đúng không chị Như Huyền? Đúng rồi. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 Cà Phê Sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên, vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung. Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú. Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345, 1800 227 2345. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, như quý vị ở trong cái giường, trải ra giường của mình, gọi là những con rệp ở trong giường đó thưa quý vị. Nếu như mà cái phòng của quý vị mà sạch sẽ nhưng là của chúng ta nó mát mẻ thì những cái ra giường á nó bị ít thu hút những cái con rệp hơn. Nhưng mà sau đây Nhi sẽ đưa cho quý vị xem tới những cái con rệp này nó thu hút những cái loại ra giường màu nào thì thu hút những cái con rệp đó. Thì những cái ra giường á là thường thường á là mình phải làm sạch sẽ, và
những cái con rệp này nó thường thường thu hút vào những cái ra giường như là màu đỏ với màu đen. Cái lý do tại sao mà nó thu hút tới màu đỏ màu đen thì theo các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu về xác định cái màu nào mà những con rệp bị thu hút, thì theo tạp chí Côn trùng Y tế kết luận là rệp thích màu đen hoặc màu đỏ. Màu đỏ là màu cái con rệp yêu thích nhất. Những gì xảy ra, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng là họ nghiên cứu thì họ để ra một cái cork và những cái tấm vải nhỏ, thưa quý vị, thì họ để tất cả là 8 màu. Thì màu đỏ với màu đen là cái con rệp nó chui vô nhiều nhất trong cái số đó. Thì 29% đa số là những con rệp nó đi vô màu đỏ. Và tại sao những con rệp này thích màu đỏ? Có thể là nó thích máu vì nó hút máu. Cái lý do đó không đó phải là lý do chính, thưa quý vị. Từ vì cái lý do đó là một cái lý do là nó thích những cái con rệp cùng loại với nó, cũng cùng màu đỏ với nó, thì nó chui vô để ở cùng với nhau, để nó sống từng đàn. Cái lý do là như vậy. Và đó là lý do họ muốn cho rằng là những cái con rệp này nó sống từng đàn. Thì trong 29% những con rệp này nó đi vô cái tấm nệm màu đỏ, thì bên cạnh đó sẽ có những cái con rệp khác nữa. Và 23% thì những con rệp nó chọn màu đen. Cái lý do là những con rệp thường nó thích bóng tối. Vì vậy khi căn phòng của mình mà nó ẩm mà nó tối thì những cái con rệp này nó bị thu hút rất là nhiều, thưa quý vị. Ra màu trắng nè, ra màu vàng, ra màu xanh, ra màu xám, hoặc là ra màu nhất là màu xanh lá cây, thì những con rệp nó không hề thích và nó không hề chui vào. Thì nếu những quý vị nào mà ở những cái căn phòng nó thoáng mát, nó sạch sẽ và ánh sáng nó vô nhiều á, thì cái màu đỏ với màu đen thì nó cũng thì không sao hết, nó bị ok. Nhưng mà nếu ở trong một cái căn phòng mà nó tối và nó rất là đủ thứ ở trên đó mà nó không được sạch sẽ, nó không được thoáng mát, thì nên chọn những cái tấm ra như là màu trắng, màu xám, màu vàng, hoặc là nhất là màu xanh, thì những cái màu đó con rệp nó không bị thu hút. Nhắc đến con rệp nổi da gà thưa quý vị. Sợ rồi hả? Em rất là sợ rệp, mà tại vì hồi đó em không nhà Lê Thái, thật sự là không phải là mình nói, nhưng mà nhà Lê Thái không có rệp. Rồi từ xưa hồi đó luôn, ba mẹ cũng không có thấy để mà mình bị cắn. Uh-huh. Mà khi em bước chân qua nhà cái người bạn ở hàng xóm hồi Lê Thái còn nhỏ đó, uh-huh, thì đã chứng kiến con rệp rồi, và khi mà người ta giết nó đó, nó ra máu luôn. Và uh-huh, cái mùi của nó hôi lắm thưa quý vị, nó hôi cái mùi rất là khủng khiếp luôn. Đến bây giờ mà em vẫn còn nhớ mờ màng, yeah, được cái mùi đó. Yeah. Mà nói rệp là nổi hết da gà, tại vì mấy cái người khác người ta ở nhà người ta có rệp á, yeah, đều bị cắn hết, và khi mà con rệp nó cắn nó rất là đau. Nó cắn vừa đau vừa ngứa nữa, mà em không hiểu là cái mức độ ngứa của nó như thế nào. Mà khi mà nhắc đến rệp là em thấy một lần là em nổi gà, em sợ. Và khi mà nghe tất cả những cái người mà đã sống trong cái thời gian mà quá khứ ấy, thì người ta nói rằng hồi đó nhà nào cũng có rệp hết. Nếu như mà tại vì hồi xưa là người ta ở những cái, cái nhất là một số cái nhà nó thì ẩm, người ta ở về ẩm thấp. Rồi hồi xưa chúng ta không có gạch láng giống như đá hoa cương như bây giờ. Ở cái nền gạch bình thường hoặc là nền đất. Chứ thì gỗ nữa. Gỗ, rồi những cái gỗ đó lâu ngày chúng ta ở không có để ý đến vấn đề vệ sinh nhà cửa. Ừ. Thật ra đó là nơi cái môi trường rất là thích hợp để cho những con rệp nó chui vào. Nhất là những cái màu sắc giống như chị Huyền nói đến. Thì đến ngày hôm nay thì Lê Thái mới biết được là cái màu đỏ với màu đen là hai cái màu con rệp nó thích. Mà thật sự là Lê Thái cũng rất là thích hai cái màu đỏ. Mà cũng may rằng là bên Hoa Kỳ chúng ta thì chúng ta không có chứng kiến được những cái con đó xảy ra hơn nhiều. Và cảm ơn chị Huyền đưa đến thông tin thú vị trong ngày hôm nay, là có thể là gợi lại một số ký ức của một số quý vị nào đã từng ở Việt Nam, hay là chúng ta đã từng trải qua cái thời tuổi thơ của chúng ta với những cái con rệp đó. Con rệp cắn. Không phải là nhà nghèo nhà giàu đều mới nhà như nghèo lắm. Có rệp, nhà giàu không có rệp đâu nha quý vị. Nhà nào cũng có rệp hết, nhưng mà tại vì hồi đó là Lê Thái thì Lê Thái cũng ngủ hồi nhỏ thì ngủ trên cái tấm ti văn, thành ra là không có cơ hội để cho những cái con đó nó chích được, thành ra cũng không có cảm giác được như thế nào. Nhưng mà đây là một cái thông tin rất là thú vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tiền được coi như là một trong những cái phát minh vĩ đại và đột phá, nó quan trọng với nhân loại trong quá khứ cho đến hiện tại, và Lê Thái nghĩ cũng là trong tương lai luôn. Và tiền nó là cái vật quy ước giá chung và là cái thước đo thành quả, là một cái công cụ mà tích trữ cũng như là nó tốt cho cái việc giao thương, mua bán hay là trao đổi của tất cả là người chúng ta trong cái thời điểm hiện tại này. Nó vô cùng đơn giản nhưng mà cực kỳ
cực kỳ quan trọng đối với cái việc mà giao dịch này nọ, mua bán giữa người này với người kia cho đến thời điểm hiện tại. Và ngày nay thì cái nhiều người người ta vẫn không biết được là cái lịch sử hình thành cũng như phát triển của cái đồng tiền nó là như thế nào. Thì ngày hôm nay Lê Thái sẽ dành trong phần 3 cà phê sáng của tuần nói về cái lịch sử hình thành của những cái đồng tiền mà từ xưa cho đến nay nó như thế nào. Một thông tin vô cùng thú vị thưa quý vị. Thưa quý vị, tiền tệ nó đã tăng trưởng qua nhiều giai đoạn và ngày càng trở nên thuận tiện hơn cho chúng ta trong việc chúng ta sở hữu và sử dụng nó. Và tính mà từ cái thời kỳ mà hoang sơ nhất thưa quý vị, chủ đạo là cái giai đoạn tiền tệ mà nó tiếp tục hình thành cho đến hiện nay, nó bao gồm có 7 loại tiền. Cái thứ nhất là hàng đổi hàng, có nghĩa là hồi xưa người ta dùng từ là hàng đổi hàng, có nghĩa là người ta có thể đổi bò, trâu, đổi heo, đổi này nọ để người ta đổi trao đổi với nhau, nó giống như là một loại đồng tiền. Cái thứ hai là vật đổi hàng, có nghĩa là khi người ta lấy những cái vỏ sò, vỏ ốc để người ta đổi những cái hàng tiêu dùng, đó là vật đổi hàng. Cái thứ ba là tiền vàng, là những cái đồng vàng, thỏi vàng. Từ thời mà quý vị xem trong phim Hồng Kông này nọ đó, quý vị thấy Hồng Kông Trung Quốc này nọ, thì chúng ta thấy là người ta dùng ngân lượng để người ta đổi, người ta mua đồ bạc với vàng với lại ngân lượng. Tiền kim loại là tiền xu, rồi đến tiền giấy là bao gồm cái tiền giấy và tiền polymer, và tiền điện tử và bán điện tử, ví dụ như là cái ví điện tử hoặc là những cái internet bill hoặc là những cái banking này nọ chúng ta hay trao đổi với nhau qua ngân hàng cũng như là qua điện thoại. Và tiền mã hóa kỹ thuật số giống như là những cái đồng Bitcoin hay là Ethereum hay là Litecoin hay là Dashcoin, đó là những cái tiền quốc tế người ta gọi là cryptocurrency. Đây là những cái đồng tiền nó phát triển qua thời gian, và cái tiền xu và tiền giấy ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nó có sự khác nhau về hình thức lưu hành và cái thành quả của nó. Và cho đến ngày hôm nay thì đã chuẩn bị khoảng là 180 loại tiền tệ không giống nhau, nó đã lưu hành trên toàn cầu rồi thưa quý vị. Và ngoài những cái loại tiền tệ, tiền mặt ở trên thì có đến hơn 5.000 loại nha quý vị. Loại tiền mã hóa thành lập để có thể đáp ứng cho công nghệ tối tân 4.0 của chúng ta ngày hôm nay. Với công nghệ giống như là blockchain hay là smart contract hay là những cái công nghệ mà chúng ta sử dụng tiền mà giống như tiền ảo vậy. Và đầu tiên thì Lê Thái nói đến quý vị về vấn đề mà nó hình thành tiền xu. Kính thưa quý vị, tiền xu là trong thời cổ đại người dân người ta không mua hay bán bằng cái tiền giấy được. Thay vào đó thì họ đổi trao với nhau, trao đổi với nhau các sản phẩm với nhau bằng những cái loại mà người ta cần. Và cái phần mà đổi chác dịch vụ đó người ta gọi là barter. Và cái sự tăng trưởng của xã hội yêu cầu phải có một cái phương thức giao dịch ổn định tốt hơn. Và khi đó thì người ta bắt đầu người ta dùng cái tiền xu, cái tiền kim loại thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cái tiền giấy và các loại tiền tối tân khác nó được hình thành như thế nào? Thì tiền giấy thưa quý vị là hoặc là cái giấy bạc lần đầu tiên nó xuất hiện ở Trung Quốc, đầu tiên ở xuất hiện Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1600 cho đến năm 1600 nha quý vị, cho đến năm 1455. Và trọng điểm là nó lưu hành trong thời nhà Tống, và những tờ giấy bạc gọi là CLG đã được dùng từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Tại châu Âu thì giấy bạc nó tổ chức tài chính gọi là bank note, trước tiên được ngân hàng là Stockholm Banko ở Thụy Điển, người ta phát hành vào năm 1661, và cái đồng tiền chính thức đầu tiên là vào năm 600 trước Công nguyên do vua Aliad của Lydia đã đúc tiền tệ chủ đạo trước tiên. Và các đồng xu được thực hiện rất là công phu thưa quý vị, nó bằng hỗn hợp bạc và vàng và được đóng dấu các hình ảnh đóng vai trò là cái mệnh giá của đồng tiền đó. Và theo những cái đồng tiền này trên đường phố Sardis vào khoảng năm 600 thưa quý vị trước Công nguyên, một chiếc bình bằng gốm trị giá là 2 con cú hoặc là 1 con rắn luôn, người ta cũng có thể người ta trao đổi bằng cái đồng tiền này. Nó có in hình những con cú và con rắn ở trên hình đó. Và khi tiền xu nó được ra đời thì nó dần dần nó thay thế cái việc trao đổi bằng hàng hóa, và việc tiên phong trong việc sử dụng tiền xu ở Lydia nó đã trở nên giúp cái nước này trở thành một cái nước giàu có nhất ở tất cả các nước tiểu Á trong cái thời gian đó. Và từ đó thì tiền bắt đầu được sử dụng rộng rãi bởi các thương nhân và dần dần nó phổ biến ở mọi tầng lớp trong xã hội thưa quý vị. Và thế kỷ thứ 21 này của chúng ta đã tạo ra hai hình thức thanh toán tiền đột phá, đó là thanh toán tiền ở trên di động hoặc là tiền ảo thưa quý vị. Và thanh toán trên di động là hình thức là chúng ta sử dụng thiết bị cầm tay giống như là điện thoại nè, sáng tạo hoặc là những cái máy tính bảng để chúng ta thanh toán cho những cái hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta được mua bằng cái hình phúc thức là chúng ta trả tiền trên cái điện thoại luôn, giống như cái Apple Pay bây giờ mà chúng ta trả tiền. Yeah. Rất là tiện, thay vì chúng ta cầm một cái thẻ ngân hàng thì chúng ta có thể chúng ta trả bằng cái điện thoại và đưa cái app vào. So với ngày hôm nay thì trong tương lai thì cái hình thức mà thanh toán tiền chúng ta không cần phải cầm cái tiền mặt nữa, Lê Thái nghĩ vậy trong tương lai.
chúng ta không cần phải cầm cái tiền cash để chúng ta trả nữa, mà chúng ta có thể sử dụng bằng điện thoại hay một cái vật dụng gì đó để chúng ta trả tiền. Nó giống như một dạng tiền ở trên internet vậy, nhưng mà nó vô cùng hữu hiệu và chúng ta không phải bị giống như bị đánh cắp hoặc bị mất này nọ, bởi vì chúng ta có bảo vệ bởi vì điện thoại của chúng ta nó có mã hóa đúng không chị? Nó có cái code đỡ bị mất tiền hơn. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng cuối tuần. Như Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345, 1800 227 2345. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng hôm nay. Và bản tin đầu tiên sẽ đưa quý vị về thời Ả Rập ở đời thời cổ rất là lâu, và họ đã khám phá ra một cái highway, mà cái highway này là 4.500 tuổi thưa quý vị. Và trong đó có 1.800 ngôi mộ đã được bảo hành, đã được bảo quản ở đó rất là lâu. Và cái hình ảnh này đã được chụp từ trên trực thăng chụp xuống. Thì những cái hình mà quý vị thấy, những cái vòng tròn và những cái đuôi này á, đó là những cái ngôi mộ đã được chụp ở trên trực thăng xuống. Và các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một cái đường cao tốc này 4.500 tuổi ở Arab Soul, ở phía Arab thưa quý vị. Và các nhà nghiên cứu ở Đại học Tây Úc họ đã nói rằng họ đã lấy một chiếc xe trực thăng để mà chụp hình xuống. Thì đây là những cái hình mà chụp từ trên xuống thưa quý vị. Thì những cái con đường này hồi xưa, hồi cách đây 4.500, nó là những cái con đường highway của người dân ở đây. Thì người dân ở đây họ cũng biết nữa, và họ đã chôn những cái người mà bị mất tại những cái con đường highway này. Và cái lý do thì người ta khảo sát tại sao lại cái thời gian đó người ta lại chôn những cái con người ở những cái ngôi mộ ở phía trên con đường highway, là để cho những cái thời gian lúc đó, những cái người mà họ sống đó thì họ cảm thấy rằng họ chôn những người thân, họ cảm thấy gần gũi với những người này hơn. Thì các ngôi mộ này có niên đại theo khảo sát cho biết là từ 2600 cho tới 2000 trước công nguyên. Và những cái ngôi mộ này đã được 4.500 tuổi. Và một trong những người khảo sát là Matthew Dayton đã nói với CNN rằng những cái ngôi mộ này, những người dân sống ở đó họ biết được những cái ngôi mộ này, và họ đã, nhưng mà họ không có đào những cái ngôi mộ này lên để xem là bao nhiêu, thì họ phải dùng một cái loại đó là carbon phóng xạ để mà triệu tập những cái mẫu ở trong cái đất, ở cái đất này đi về phòng lab để họ kiểm tra thử là những cái ngôi mộ này được bao nhiêu lâu. Thì họ đã kiếm được là 4.500 tuổi. Và các nhà nghiên cứu đã nói rằng cái tuyến đường này là do các ngôi mộ. Và cái lý do mà chính xác để biết ra tại sao những cái ngôi mộ nằm ở trên đường này thì vẫn chưa rõ ràng. Nhưng họ biết những cái con đường này là thuộc về quyền sở hữu đất đai của Hy Lạp và Rome. Thì họ vẫn có nhiều khám phá hơn nữa về sau. Và Dalton cũng nói rằng là họ đã kiếm được những cái ngôi mộ và những cái con đường trải dài từ Yemen cho đến phía bắc của Syria thì cũng có những cái ngôi mộ như vậy. Thì cái khu đất này có tất cả là 1.800 ngôi mộ ở trên cái con đường, trên cái khu đất highway đây. Cảm ơn chị Huyền đưa đến cái thông tin rất là thú vị về những cái ngôi mộ cổ mà chúng ta không có để ý ha. Có nghĩa là những cái đó là những cái tập quán, những cái culture của những cái đất nước mà cổ đại. Khi mà người ta muốn cho những người thân của người ta ở gần người ta hơn thì người ta chôn cất này nọ, xây dựng ở những cái con đường highway đó, thì em thấy vô cùng thú vị đúng không chị? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, kim cương là một trong những cái gọi là sao ta? Một trong những cái không phải nguyên liệu đúng không?
mình dùng từ nguyên liệu đi cho nó dễ hiểu, có nghĩa là một cái trang sức mà nó vô cùng giá trị mà rất là nhiều người thích. Trong những cái thông tin trước thì Lê Thái và Như Huyền vẫn đưa đến quý vị những cái thông tin về kim cương, về diamond mà chúng tôi đưa đến những cái viên kim cương được bán đấu giá mấy trăm carat chẳng hạn. Và một số khán giả người ta cũng comment ở dưới, người ta nói rằng là người ta không thích thích kim cương, thích một số vị khán giả người ta chỉ thích vàng thôi. Cái đó là Lê Thái và Như Huyền đồng ý, có đó là sở thích của từng người. Nhưng mà đa số thì Lê Thái thấy rằng nhiều người vẫn, người ta vẫn thích kim cương hơn là thích vàng, thưa quý vị. Nhất là Lê Thái thì vẫn chị Như Huyền ở bớt đè em ở trên số dở. Thưa quý vị, thật sự là kim cương thì ai cũng thích cả, không ngoại trừ Lê Thái đâu. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về kim cương đen. Mà không biết là chị Như Huyền có bao giờ nghe đến cái thông tin về cái viên kim cương đen chưa? Chưa. Chị có nghe chưa? Chưa. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì Black cái thông tin này nó hả? Black Diamond, nghe nó rất là Blue thú vị. Blue Diamond thì nhiều hơn. Chúng ta nghe những cái White Diamond hoặc là Blue Diamond thì chúng ta nghe rất là nhiều rồi. Nhưng ngày hôm nay Thái, Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin kim cương đen, bởi vì sao nó quá giá trị, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, theo một tờ The Mail của tại đất nước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì cái viên kim cương đen này, thưa quý vị, nó được tìm thấy là nó có cái giá trị của nó là 555,55 carat và rất là hiếm gặp. Và cái viên kim cương đen này, thưa quý vị, nó là kết quả của vụ va chạm giữa một tiểu hành tinh và trái đất hàng tỷ năm trước đó, và có thể trị giá tới 5 triệu Mỹ Kim cho cái viên kim cương này. Và viên kim cương này tên là Enigma, đã ra đời khi một thiên thạch hoặc là một tiểu hành tinh nó đâm vào trái đất cách đây khoảng 2.6 hoặc là 3.8 tỷ năm trước và tạo ra những cái lắng động hóa học từ hơi và tạo điều kiện cho kim cương này nó hình thành. Đây cũng là một trong những hợp chất khó cắt nhất trên thế giới. Các chuyên gia người ta đã cắt nó thành một cái viên đá 55 mặt, và Enigma chứa dấu vết của nitơ và hydro dồi dào trong không gian, cũng như là osmonite, một khoáng chất chỉ có ở thiên thạch mà thôi, thưa quý vị. Và chủ nhân của Enigma mua nó ở dưới dạng đá thô vào thập niên 1990 và cắt thành hình dạng hiện nay. Và ông lấy cái cảm hứng từ Hapsa, và đây đó là cái một cái biểu tượng hình cây cọ tượng trưng cho các sức mạnh và sự bảo vệ ở Trung Đông của tất cả các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau khi được trưng bày ở Dubai thì cái viên kim cương Enigma này sẽ được chuyển tới triển lãm ở LA, thưa quý vị, California và London của nước Anh, trước khi nó được lên cái vòng đấu giá trực tuyến 7 ngày bắt đầu từ hôm ngày 3 tháng 2 sắp tới. Và theo Katia Nonoboia, giám đốc nhà đấu giá của Sotheby's ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì viên kim cương đen này còn gọi là carbonado, bao gồm những cái viên kim cương tinh thể nó sắp xếp với nhau theo hướng mà tinh thể học ngẫu nhiên. Và loại đá này thường có màu tối, mờ đục, xốp và có độ sáng yếu. Chúng được công nhận là một loại kim cương lần đầu tiên vào năm 1841 bởi các nhà tìm kiếm quặng mỏ người Bồ Đào Nha ở Brazil. Họ gọi kim cương đen này là carbonado bởi chúng trông giống những cái mẫu than đá nhỏ, thưa quý vị. Và công nhận là quý vị xem ở trên màn ảnh đó, nếu như người ta không biết nó thì người ta cứ tưởng nó là một cái mẫu than đá nhỏ. Và theo Sophia Stevens, chuyên gia về trang sức ở Sotheby's, thì kim cương đen carbonado có niên đại đặc biệt lâu đời, và kim cương trắng hay là các loại kim cương blue hoặc là những cái màu khác thường tìm thấy ở các đá kimberlite và đến mặt đất thông qua những cái sự phun trào núi lửa trong quá khứ. Trong khi đó thì kim cương đen carbonado này nó tồn tại trong cái trầm tích phù sa, có nghĩa là chúng được vận chuyển bởi nước, ví dụ như giống như là những cái con suối hay những dòng suối, dòng sông này nọ, và chúng nằm ở rất gần mặt đất và nằm ở dưới độ sâu ở dưới đất vậy, nhưng mà rất là gần, và nó được hình thành qua cái thời gian bởi những cái trầm tích, thành ra nó quý giá và nó rất là khó cắt, thưa quý vị. Nó không có trong sáng giống như những cái viên kim cương trắng mà chúng ta thấy, nhưng mà hiện tại thì cái viên kim cương này người ta định giá, nếu như mà được bán á, có thể là trên giá 5 triệu đô. Hiện tại thì giá hình thành của nó hiện giờ là người ta có thể là 5 triệu đô. Wow. Nhưng mà được mở bán đấu giá vào ngày 3 tháng 2 sắp tới. Thì nếu như quý vị nào chúng ta đang là triệu phú, tỷ phú, thì chúng ta coi những cái ngày đó đi, để chúng ta nó sẽ được trưng bày trước ở LA của chúng ta, ở California và ở London, là trước 7 ngày khi mà nó bắt đầu đưa lên sàn đấu giá. Chị có chuẩn bị tiền để mua không? Ok. Mua viên kim cương 5 triệu đeo chơi. Thái nói quá quá phải không quý vị? 5 triệu là cái giá người ta đoán thôi nha. Chắc quý vị. Thể... Có thể lên đến mấy chục triệu đó. Mấy chục triệu. Dạ vâng. Cái đó không dám tới chân mình rồi. Cảm ơn Lê Thái. Dạ vâng. Một cái bản tin rất là hay và thú vị. Và Như cũng lần đầu tiên thấy cái viên kim cương mà màu đen, thưa quý vị. Blue Diamond thì nghe rất là nhiều và
White Diamond thì thấy quá nhiều rồi, nhưng mà tới Black thì chưa bao giờ thấy hết. Và bản tin kế tiếp, đây là một cái bản tin vào cái sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Đó là car show tại Costa Mesa, thưa quý vị. Vào tuần trước, Nhi với Lê Thái cũng đưa cho một cái bản tin cho quý vị về chủ sở hữu của In-N-Out và đang điều hành In-N-Out. Đó là Lindsay Snyder Allison. Thì cô ta với chồng của cô ta đã tham gia vào một cái chương trình. Thì cái chương trình phong trào này là để chống những cái tệ nạn buôn người và bị nghiện ngập. Thì hiện tại hai vợ chồng này họ đã tạo ra một, họ đã tham gia một cái quỹ ở tại cái car show này. Thì cái car show gọi là Cruising to Freedom, và trong đó có hành trình lái xe và nhất là nhiều cái triển lãm xe hơi. Rồi có một cái số xe mà họ sẽ chạy đua nữa, thưa quý vị. Thì hai người này họ sẽ tham gia, họ bỏ một cái số tiền vô trong cái quỹ này và họ mở một cái car show. Thì quý vị phải mua vé, thì cái vé cũng không có mắc lắm. Và họ sẽ ra từ 3 giờ chiều cho tới 7 giờ tối tại trung tâm hội chợ Orange County ở Costa Mesa. Thì quý vị tới đó, cái số tiền đó cùng với cái số tiền của In-N-Out, hai vợ chồng chủ In-N-Out này, thì họ sẽ quyên góp cho những người đã bị nghiện ngập và chống những cái buôn nạn buôn người đang xảy ra rất là nhiều gần đây. Dạ vâng, sẵn thì chúng ta ghé In-N-Out, chúng ta mua hai ba phần mà hamburger, chúng ta ăn nuôi hai double cheese này nọ, thêm vài ba trái ớt cây của nó, là trái ớt trong hộp em quên tên mất rồi, nhưng mà những cái loại trái ớt đó thì chúng ta ăn chung với hamburger, chung với mấy chiếc cheeseburger thì rất là ngon. Cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến các thông tin về In-N-Out cuối cùng trong bản tin Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và quý vị ơi, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ bảy. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, cũng như là dành những lời động viên cũng như là comment ở dưới, và quý vị tiếp tục ủng hộ Như Huyền và Lê Thái trong những cái show sắp tới nha. Ủng hộ Như Huyền thôi. Như Huyền thôi cũng được, Lê Thái không, Lê Thái không cần nó cũng được. Thì vẫn ủng hộ một người thôi, người kia buồn cũng được mà, tùy quý vị. Nói chơi thôi, ủng hộ Như Huyền với Lê Thái. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Dạ vâng. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên, vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345. 1800 227 2345.